Xin chào anh em và chúng mình em đã trở lại với Tà Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta hãy cùng đến với màn soi kèo trận đấu giữa Argentina và Croatia diễn ra trong khuôn khổ vòng bán kết World Cup 2022. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Lusail tại thành phố cùng tên của Qatar vào lúc 2 giờ ngày thứ tư 14 tháng 12. Các cầu thủ Argentina chắc chắn đang cực kỳ tự tin trước khi bước vào trận đấu này, bởi họ đã có được chiến thắng nghẹt thở trước Hà Lan để bước chân vào bán kết. Với chiến thắng ấy, các cầu thủ áo sọc xanh trắng tiếp tục nuôi giấc mơ vàng World Cup cho Argentina nói chung và cho Lionel Messi nói riêng. Bản thân Messi tiếp tục có được màn trình diễn chói sáng trong ngày thi đấu hôm qua khi anh có được một bàn và một kiến tạo cho Julian Alvarez lập công. Rõ ràng, Argentina đang có được một đội hình đồng đều nhất trong nhiều năm qua và quan trọng nhất là họ vẫn sở hữu Messi. Có thể không phải lúc nào Argentina cũng thi đấu tốt, thế nhưng mỗi khi bị bách, các cầu thủ áo sọc xanh trắng vẫn có thể dựa dẫm vào Messi cùng những khoảnh khắc thiên tài của cầu thủ này. Argentina chắc chắn sẽ là đội bóng được đánh giá cao hơn trong cặp trận đấu với Croatia. Tuy nhiên cũng đừng vì thế mà đánh giá thấp Croatia. Đội bóng đến từ Đông Âu chưa bao giờ được đánh giá là một ứng cử viên vô địch. Nhưng nửa thế hệ vàng của bóng đá nước này lại vô cùng lì lợ và chưa từng ngán bất cứ đội bóng nào trên bình diện thế giới. Hãy nhìn vào cách họ chiến thắng trước Brazil của một thiên tài khác là Neymar, chúng ta sẽ hiểu. Họ kiên cường phòng ngự trước hàng tá ngôi sao của đội bóng áo vàng và thậm chí họ cũng không hề phòng ngự tiêu cực mà rất chủ động và liên tục kiểm soát thế trận cũng như tạo được cơ hội cho riêng mình. Cũng đừng quên rằng các cầu thủ Croatia hiện đang sở hữu một trong những bộ ba tiền vệ xuất sắc nhất trong các đội tuyển dự World Cup lần này. Tưởng chừng một khoảnh khắc thiên tài của Neymar là đủ để đánh sập hy vọng của người Croatia, nhưng không, họ vẫn kiên trì tấn công tìm bàn gỡ. Và phần thưởng của họ đến vào phút thứ 117, chuyện gì xảy ra sau đó thì chúng ta cũng đã biết. Bởi với bản lĩnh chui rèn cùng lửa đạn chiến tranh của mình, không đội bóng nào có cửa chiến thắng Croatia trong lò luân lưu, mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2. Croatia thường thi đấu cực kỳ chặt chẽ trong cả trận, và do đó, khả năng cao trận đấu sẽ không có quá 2 bàn, do đó đi kèo xỉu là một quyết định hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Argentina chấp 0.5. Với sự khó đoán của Messi cùng các đồng đội và sự lì lợm của Croatia, tôi khuyên anh em nên bỏ kèo này vì quá do dự. Tuy nhiên nếu phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ lựa chọn Croatia bởi sự lì lợm và bản lĩnh của họ. Dự đoán Croatia sẽ hòa Argentina không đều trong 90 phút. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc anh em sẽ có lựa chọn sáng suốt khi đặt cược vào trận đấu này. Đừng quên like và subscribe Tám Bóng TV để cập nhật sớm nhất những kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nữa nhé.